trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi, con nghe tiếng ngáy của ổng cô, con nghe tiếng ngáy của ổng cô. Thủ hả, mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ổng ngáy lớn lắm cô, có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống, cái tự nhiên lên, trời ơi con quê mà con không biết, kêu con quê lắm luôn. Dạ lâu bị đập dậy ạ. Con kêu ơi ngáy lại hay là ngáy nhỏ đi chị. Ngày hôm nay mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nhỏ xíu vậy. Thôi đi cưng. Rồi, xin chào hai em. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ ông, đầu tiên thì con xin giới thiệu chào cô Hà Vân, chào chú Quốc Thuận và chào quý vị khán giả của chương trình. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Lê Vân. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992. Thua vợ con một tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Máy bay. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng dạ, không? Dạ 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 đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau đoán đi nè. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi Vợ Chồng Son để coi bạn muốn hẹn hò gì đó. Xong cái anh nhìn thấy có nghĩa là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé Vân Vân, thế là anh follow và follow, sau đó thì ảnh cua cô bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm, dạ không đúng lắm đó. Con kệ đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Vậy là đồng nghiệp đúng không? Dạ đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành, thì con phụ trách thành phố Hồ Chí Minh, còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ định vị xe đó. Thì chồng con đem xe lên, thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói tia là tia con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó con anh tự nói luôn hả? Nó em ơi anh sau tia này ảnh mới à? Kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi, con có quan tâm tới ảnh. Dạ Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái, tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á, là bọn em ở dưới tỉnh á, và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ cũng khó gầm lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đổ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân, thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con là hơi lai lai, kiểu cũng hơi lai lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi, chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng vậy rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để kèo mà dưới tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè. Đó. Là đổ trước nè, đúng không? Dạ không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê không cô. Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá, nên xinh là cũng mà cố thử là xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook, rồi xin số điện thoại, là cũng như là đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu, nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han cơ hội của mình là đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình? Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con, thì chị tạo điều kiện là chị đặt một cái vé là xem kịch cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thật ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu, mà tại chị ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn, nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông,
trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im im cho ổng nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi. Thì kịch nó sẽ có những cái đoạn á cô Vân, là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Con nghe tiếng ngáy của ổng cô, con nghe tiếng ngáy của ổng cô. Ủa mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ổng nói lớn lắm cô. Có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống, tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, con quê lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi này, là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao rồi con giật mình thức dậy? Dạ lâu lâu con lâu lâu đập dậy ạ. Cái lại hay là ngái nhỏ gì quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ rồi yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. À. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn thì đó. Con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. À. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. À. Dạ. Như vậy là xa, quá xa luôn. Dạ, trước khi quen con á là ông này giống như là hả người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Dạ. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì. Đúng rồi cô. Đó, đúng không? Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. À. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi con gọi ổng phải 100 cuộc, ổng đâu có nghe. Con gọi số chính ổng không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Hùng quay phim chứ không có để tên Hùng quay phim, để tên con thôi. Ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ, bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có một gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà con vẫn là bỏ thì là... thương Vương thì tội đúng không? Đúng rồi. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó là anh kể cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Tức cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Con không nghe. Sau đó Vân gửi cho con một cái email sẽ viết là anh như thế là không được, cái này dài lắm nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội, chị ấy bảo là thôi em đi ra đây gặp Vân nói chuyện một lần, một là xác định là chia tay, hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc và xác định với Vân. Như vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Dạ, chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn à. Dạ mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một cái một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng dạ, ở đâu? Ở Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng không? Không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười. Nhưng mà con không hiểu một cái gì hết. Kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn. Cười mồi đó. Dạ, con cười hùa. Cái mọi người cười nhỏ, cái con cười nhỏ lại. Nhưng mà tối con hỏi lại, cái anh kể lại con cười lại lần nữa. Là sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó. Có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn. Ví dụ như là cái trốt. Đâu cái trốt? Đâu cái trốt? Là nhất cái đầu. Cái gì? Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trụ cùi. Trụ cùi? Trụ cùi. Cái chỗ cùi hả? Trụ cùi. Trụ cùi là cái chỗ cùi là cái cành sao mông. Cùi tay này. Ủa cùi tay hay sao mông? Con tưởng là cái sao mông nhưng mà nó là cái này này. À cái cùi lói á. Dạ. Cái cùi lói á. Cái cùi lói á. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là
cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Rồi cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều là dễ. Như vậy sau chuyến đi đó là về là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ, chuyến đi đó về thì con được cầu hôn. Là tầm khoảng nửa năm. Dạ, hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ, sang năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi, tuổi rưỡi rồi. Rồi, dạ. Bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi vợ chồng son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà vạch mặt, cái người đối phương đó. Đó. Con rất thích phần con này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ, con muốn vậy gì con trời ơi, chồng con á có một cái tính đó là ảnh rất là thích nhậu. Ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là hả? Tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á ảnh cũng sẽ đi hết. Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với bốn phương là bạn. Và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức, cho nên là con hay quạo. Mà tính của ổng thì lại kiểu nhây lầy cực nhã cô chú. Không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông gì ổng chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết. Cho nên là hả, có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Anh không nói cái ảnh tự stress. Cái ảnh im, cái ảnh con nói anh không có phản ứng. Mà con không thích vậy, có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây. Ảnh con hỏi anh không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa. Con tức quá con đập chén. Trời ơi. Con hơi dữ chút. Sao ảnh sao, ảnh hốt lên rồi đó. Quýnh luôn. Một cái bóp luôn. Còn có quýnh lại không? Dạ không. Khóc quá sao trời. Lại quánh sao lại mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi và ảnh bị sợ cái hành động đó cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ và bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa, có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá con khóc quá mà con từ đó đến giờ là chưa ai đánh con hết. Con đập thêm cái nữa cái nữa khóc quá trời. Cái ảnh rén đỡ con lên, hốt xong chạy lại. Xin lỗi vợ đúng không? Dạ, xin lỗi vợ. Hết giận. Rồi đó là lần là nặng nhất. Nặng nhất. Đúng không? Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó. Thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. À không tính nữa. Là có cải thiện rồi. Dạ, có cải thiện. Những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á. Có bày hài không? Có lượm thượm không? À có một cái chuyện này. Có nghĩa là ảnh, cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm á thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con á là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nên là ảnh ăn xong là ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, anh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong mà ảnh nói không ăn xong làm sốc hông. Ổng ngồi cái tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn cô. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Dạ. Cái này là chiêu á. Cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như vậy. Chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ, vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì. Dạ, tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nghe. Dạ, vợ con chỉ nấu ăn xong, xong rồi là bát đũa là con rửa. Thứ hai là lau nhà lúc nào là mặc định là con, không bao giờ đổ rác. Cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đéo. Rồi còn gì nữa? Cằn nhằn. Cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện, ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải, mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú. Có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu kiểu như vậy. Anh không bao giờ nói trước á. Ông nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5 rưỡi mới báo. Em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh liếc không kịp đúng không? Đó, con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú. Cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi. Cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11:59 mở cửa. Đúng canh đúng bon 11:59 mở cửa. Có khi là ổng làm gì ổng đứng ở ngoài đó ổng làm gì á, đúng 11:59 mở cửa. Có nhiều trong lúc là chơi. em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều tròn lúc đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ tức một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi cứ bon một cái mở ra là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ tức á. Rồi sao còn tật gì nữa không nè? Ghen sao này ghen. Dữ dội không? Ghen cái vụ này ghen mà. Ghen ạ. Vừa rồi là con nhắn tin trên Facebook á.
cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà người con gái. Cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà, bà cầm iPad, bà ấy đọc được là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi, là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không. Tại vì đây là con chú, đó, để về gặp nó. Thế là về đến nhà, hùng hùng hổ bá làm ầm hết lên, bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê đó. Thì quê lúc cảm giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ, con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh. Cái nồng độ HB hơi cao một tí, đúng không? Dạ. Cho nên nó là cả có một khoảng thời gian ảnh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của ảnh nhiệt tình với ảnh thích. Mà ảnh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 3-4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á. Tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà ảnh nói ra thì ảnh cũng sẽ thoải mái hơn là anh để một mình. À, bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ cần muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có càm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi, vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó, đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý. Mà nói ra bà cũng không hiểu, mà bà lại suy nghĩ hơn là nữa, xong là nên là thôi, thà một mình chịu đi. Để cho bà thoải mái thì bà còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó. Nhưng mà bây giờ á, mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không? Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết. Tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói là nếu mà chút xíu mà chồng có hơi bực bội hay là mặt chồng quậu quậu thì vợ đừng có nghĩ gì nha, là chồng đang bực cái việc cơ quan thôi. Dạ, ví dụ con chỉ cần như vậy thôi là đủ. Thôi chắc chắn là sau giờ này với lời khuyên của cô Vân, chắc chắn là anh ấy sẽ thấu hiểu và sẽ có một sự thay đổi. Dạ. Con cảm ơn anh cô chú. Cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Cảm ơn hai con. Dạ. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen, nói chuyện với fan hâm mộ. Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau, còn rau thì đắt hơn sushi. Có cái gọi là những cái giải đấu game ấy, anh ấy em phải đến mất đến mấy chục triệu một lần. Trời. Thì em rất là bực chơi game, anh là ông bầu mà. Ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó trong game. À, chào hai bạn. Dạ. À, nhìn bạn tôi thấy bạn hao hao, có nét giống một bình luận viên bóng đá. Dạ không ạ, thực ra thì em đẹp trai hơn. Bạn rất là tự tin. Dạ, em là Sơn, em 31 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Em là Phương Bích, em 26 tuổi, em quê ở Hưng Yên ạ. Em cũng là nhân viên văn phòng ạ. Sơn với Bích là gặp nhau và quen nhau ở đâu? Quen nhau thì ở Hà Nội. Em là bầu sô của một cái team đế chế ở ngoài Bắc. À, team đế chế là trong game đúng không? Dạ đúng rồi. Em có chăm lo cho mấy bạn game thủ thì cũng hay ra Hà Nội. Bạn có một cái bài viết thì có thấy Facebook của bạn này, bạn ấy vào bạn ấy comment. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen nói chuyện với fan hâm mộ. Thực ra thì cái ép Facebook làm quen nói chuyện với anh Sơn thì là người yêu cũ của em, chứ không phải là em. Người yêu cũ của em với anh Sơn thì cũng có nói chuyện chat Facebook bằng cái Facebook của em. Sau đó là em cả anh Sơn là người nói chuyện. Thì sau bọn em cũng nói chuyện khoảng được gần một năm. Là trong cái một năm đó thì anh ấy cũng thường xuyên ra Hà Nội, thì cũng hẹn hò rồi gặp em mấy lần, nhưng mà em chảnh nên em không gặp. Thì cũng có một lần nữa là thấy rủ dê nhiều quá nên là em rủ bạn em đi gặp anh ấy. Buổi đầu tiên gặp nhau thì em đi với bạn thì em cũng chẳng ấn tượng gì anh mấy đâu. Thực ra thì thấy anh cũng vui tính thôi, chứ cũng hơi ít tóc, với cả đầu thì hơi hói, thì cũng thấy vui vẻ, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì buổi đầu tiên gặp nhau thì như thế, rồi bọn em có gặp thêm vài lần nữa. Đến lần thứ mấy thì bắt đầu mới có ấn tượng với bạn? Chắc phải đến 3-4 lần ạ. Mà bạn này thì gặp bạn này ấn tượng liền không? Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau, còn rau thì đắt hơn sushi.
thì là anh cứ kê chê em nói đúng là nhà quê. Sau đó thì buổi tối bọn em có gặp nhau thêm ở cái quán trà đá. Tối nói chuyện thì cũng thấy có ấn tượng hơn, với cả có một chút tình cảm gì đó với anh ấy nữa. Ở Sơn thì nãy Sơn giới thiệu là Sơn là ở đâu? Hà Nội. Em sinh ra ở Hải Phòng. Nhưng mà 17 tuổi thì em vào trong Sài Gòn. Vậy thì cái quá trình mà hai người yêu nhau chắc có lẽ là có khó khăn gì là bởi vì xa nhau ở xa đó. Nhau em thì cũng hay ra Hà Nội chơi nhưng mà xa thì vẫn là xa, có nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà có lẽ là em thì không nhiều lắm, tại vì em cũng khá là bận với công việc, cái đội game của em cũng phải chăm lo nữa, bên cạnh chăm lo bạn gái. Trong cái khoảng thời gian yêu xa thì cứ một tháng cũng lại tranh thủ ra chơi game rồi gặp bạn gái, thăm bạn gái một lần. Khoảng được 4-5 tháng thì em tốt nghiệp, em quyết định vào Sài Gòn làm việc thì anh có về nhà em xin phép bố mẹ em. Sau khi mà bố mẹ đồng ý cho em vào Sài Gòn làm việc thì em ở nhà anh ấy. Hai đứa bắt đầu kiểu như là sống thử. Vâng, đấy thì cũng có bắt đầu em biết thêm một số những thông tin về anh ấy. Rất là bừa bộn rồi ham nghe game quá. Mà trước khi yêu thì anh giới thiệu anh ở một mình, nên là cái gì anh cũng biết. Em đến nhà cũng 2-3 lần thì thấy nhà cửa đó rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thế xong khi vào mà hai đứa ở với nhau thì anh ấy bắt đầu quần áo bừa bãi, rồi là điện tử thì chơi từ sáng đến tối cũng được. Nhưng mà tại vì hồi trước em nói là em biết chứ không phải bảo em làm, nó khác nhau. Tại vì vợ em thì tự suy diễn rằng là làm luôn. Cái này là cái sai là của vợ em chứ không phải tại em. nhưng mà cái quyết định mà em về nhà của bạn này ở dạ, thì em có đắn đo hoặc là em có phải hỏi ý kiến mẹ không? Lúc đầu cũng đắn đo lắm, xong là cũng bảo là thôi hay là ở chờ cưới xong rồi vào. Nhưng mà em thì em vẫn muốn là vào trước để kiểu như là thử xem cái hai đứa có hợp với nhau, thật sự là có đi đến có được với đến nhau không? Được. Dạ vâng, lâu dài không ạ? Nhưng mà bên gia đình em thì nghĩ thế nào về cái quyết định đó? Là nhà em thì sợ em ế. Là bất kỳ đối tượng nào mà vào được đến nhà em là gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Vô cùng sung sướng. Dạ, đúng rồi. Thực ra không phải em ở một mình mà thỉnh thoảng là mẹ em vẫn qua nhà chơi. Nhưng mà từ khi mà có bạn gái em là mẹ em đi luôn. Mừng quá thì có người vô nó qua. Dạ. Thì để hai đứa nó tự lo cho nhau xem nó thế nào. Lúc mà tụi em sống thử á. Dạ. Lúc em vui không? Dạ cũng vui ạ. Anh ấy là vẫn giống như là lúc mình đang yêu không? Dạ anh có rất, cũng như là đang yêu cũng quan tâm rồi vào đây anh đưa em đi chơi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bọn em cũng xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn ở trong cái quá trình mà ở với nhau. Thì cái căng thẳng nhất mà hai đứa bọn em đó là ở trong một cái lần mẹ chồng em bây giờ có về nhà ăn cơm thì bà thì rất hay tiết kiệm nên là hay ăn cơm nguội. Tụi anh ấy nói rất là nhiều lần rồi nhưng mẹ cứ ăn cơm nguội thôi. Xong rồi bữa một căng thẳng quá, trong một bữa ăn thì anh ấy nói mẹ không nghe, anh mới cầm cái bát cơm anh ném ra ngoài, rồi mẹ khóc. Xong mẹ nói là anh hư như này kia. Thế em rất là thương bà, em cũng khóc theo bà. Xong em mới bực quá, em mới đi vào phòng em đóng sầm cửa lại, em không nói năng gì cả. Và trong cái lúc đó thì em nghĩ rằng anh ấy thật là thô lỗ, rồi anh ấy hành động như thế là không tôn trọng mẹ, rồi những cái chuyện xảy ra mâu thuẫn hai đứa là anh ấy chơi game bừa bãi linh tinh. Rồi em quyết định cất bọn ba lô hành lý hết và em định mai em sẽ về ra Hà Nội. Xong rồi sáng hôm sau thì em cũng nguôi giận rồi thì em lại đi làm bình thường. Nhưng mà không ngờ anh ấy đi vào phòng em, anh ấy thấy ba lô của em, rồi anh ấy lại alo gọi điện về mách phụ huynh bố mẹ em ở quê. Thực tế là em có hơi hư với mẹ em, nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện của em với mẹ em. Tự nhiên lúc đấy bạn gái em tự nhiên lại giận dỗi mà rất là căng thẳng, xin lỗi đã không nghe, rồi lại còn sáng hôm sau bước vào phòng, tại vì bọn em vẫn ở hai phòng khác nhau, thì thấy là đồ là dọn xong hết rồi thì em cảm thấy rằng là thực ra là nó không bền vững gì cả. Làm gì mà một cái chuyện bé xíu xíu mà giận dỗi đến mức mà đi về quê luôn. Nên là em mới điện về quê em nói chuyện với bố của vợ em bây giờ. Thì bố bạn ấy có gọi cho bạn ấy. Vâng. Thì lại... Nội dung là cháu không chịu được con của bác nữa hay là... Hay giận dỗi rồi, thôi bích thích về thì bích về, cháu không giữ bích nữa hay kia. Thì bố em cũng gọi cho em. Thì hai đứa có chuyện gì mà sao thấy thằng Sơn nó gọi điện nó có vẻ là bực bội, rồi nó cũng khóc, rồi vừa khóc vừa nói, bảo là hai đứa không thôi, nếu mà không ở được với nhau mà căng thẳng quá thì thôi đi về với bố mẹ. Lúc mà bố em rất là thương em phải vào đây mà một mình thân con gái không có ai ấy, thì bố mẹ em cũng tưởng là có chuyện to mà đến mức như thế, thì bảo em là thôi nếu mà không cảm thấy hai con không ở nhau thì con về đây với bố mẹ. Thì em cũng động viên lắm. Thực ra là bọn con cãi nhau thôi chứ hôm nay bọn con làm lành rồi. Thì em động viên bố em để bố em đỡ lo lắng, không mọi người ở quê lại lo. Sau khi nói chuyện bố em xong thì em gọi là cái cơn bực của em nó nổi lên, bởi vì có chuyện thế anh cũng đi mách
bố em như vậy, làm bố mẹ em lo lắng. Em đi về nhà, em cứ thẳng vào phòng, em xách bao em lô, em kéo đi. Đến cổng thì anh ấy chạy ra, anh ấy ôm em, anh ấy xin lỗi rồi anh thế này thế kia. Thì lúc ấy là em thì cũng nguôi giận, thế là hai đứa làm lành. Cái vụ đấy là cái vụ căng thẳng nhất ạ. Đó là trước hôn nhân, đúng không? Rồi, dạ. Rồi cũng y như vậy nhưng sau hôn nhân. Hứa hẹn là sau hôn nhân sẽ thay đổi những cái gì mà chưa hài lòng với nhau. Có thay đổi không? Hay dạ. Là cái mức độ nặng hơn? Mức độ nặng hơn chị ạ. Vâng, nặng hơn ở đây. Ví dụ như là sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game qua tin nhắn. Tất cả chỉ là các game thủ nhắn tin hứa hẹn tuần này đội nào đá với nhau. Tình hình là không ổn thì em mới nghĩ mình phải có một cái biện pháp bắt ông ấy hàng tháng phải đưa tiền về cho vợ. Nhưng mà kiểu gì anh vẫn có quỹ đen quỹ đỏ ở đâu ra. Thỉnh thoảng em kiểm tra thì những cái tin nhắn chuyển khoản đi chỗ này chỗ kia cũng mấy triệu, nhưng mà nói thì anh cứ bảo công việc của em thì của anh làm sao em biết được. Có khi nào mà anh bỏ tiền anh mất một số tiền lớn có, cho game không? Có cái gọi là những cái giải đấu game ấy, anh ấy phải đến mất đến mấy chục triệu một lần. Trời. Thì em rất là mà là bực tiền là để làm gì? Anh ấy chơi game, anh là ông bầu mà. Ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó ở trong game. Nên là anh ấy bỏ tiền ra để anh ấy kiểu như thích sống ảo quá. Ủa bầu mà bỏ tiền ra là sao anh ơi? Dạ anh cứ tưởng tượng em như Đoàn Minh Đức ấy. À bỏ tiền ra cho thi đấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thi đấu thì thực ra thì các cái đội chơi thi đấu với nhau thắng thì có thưởng. Chỉ mà thường là... thì thưởng cho game thủ thôi, không ai thưởng cho ông bầu. Dạ thì đúng rồi. Thì em... ông bầu phải làm nhà tài trợ đó. Đấy. Là bỏ tiền ra là coi như là tài mất trợ. Tiền luôn đúng rồi. Tài trợ cho cái vâng, đúng rồi ạ. Đó thì em cũng rất là buồn cái việc đấy. Có bao giờ mà anh mê mẩn tới cái mức mà anh quên luôn cái trách nhiệm làm chồng với em không? Nghĩa là mê game quá rồi quên luôn cái công việc mỗi đêm. Cười mà cười. Nói chung mà cũng không lấy cái mức. Anh có bạn chơi game biết nè, thường xuyên có nghĩa là ghi đầu vào game mà đôi khi là chơi tới 1-2 giờ sáng là quên nhiệm vụ là chuyện bình thường. Anh nói đúng rồi ạ. Em thì sau sinh thì em có bị trầm cảm sau sinh. Một vấn đề là cũng do anh ấy là chuyển sang giai đoạn chê vợ. Trời ơi béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn nhìn như heo bụng gì mà bụng toan dặn ra rồi là ôi ơi bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hải với Tăng Thanh Hà thế này thế kia. Chê vợ rồi là tối sao lại ngủ riêng. Bởi vì anh ấy cứ đổi cho tính chất công việc. Anh thì khách hàng là người nước ngoài, nó lệch múi giờ ấy chị. Nên là tối anh hay chat đêm. Thì hôm nay em giận quá em vào phòng em khóc. Em nhắn tin là thôi anh cảm thấy mà cái anh có những cái đam mê mà hơn cả vợ con thì thôi từ nay anh cứ sống cái cuộc sống tự do của anh muốn. Chúng ta cảm thấy không hợp nhau nữa thì thôi bây giờ tạm thời ly thân, mai mốt không ở được với nhau thì ly hôn sau. Trời ơi giận để chỉ mong anh nhắn tin lại là ô anh xin lỗi mày này kia giải thích từ luôn không hồi âm gì hết. Tại vợ em thì rất là dễ giận nhưng mà rất là dễ để hết giận. Thì tối hôm đấy thực ra thì em buồn ngủ quá. Thì lúc mà đêm em thức dậy thì em thấy có tin nhắn. Nhưng em nghĩ ôi giận mài hết giận mà kệ. Thế là sáng hôm sau thấy vẫn không hết giận, mặt nhìn hăm hăm hăm. Nhưng mà lúc đó là Sơn ở đâu? Em ở phòng bên cạnh ạ. Rồi sao? Thấy cái cửa nó vẫn cứ rầm rầm. Mỗi lần giận là em cứ đi đọc, qua đi lại em đóng cửa xong tin một nhắn cái. Thì em nghĩ thôi chết rồi, tình hình dạo này mình không có đụng chạm vào vợ, có khi vợ lại nghĩ mình thế này thế nọ. Em hết sức là thông cảm cho vợ. Thế là em chạy vào em năn nỉ. Nhưng mà chị hỏi thật em nè, cái cảm giác của em như thế nào khi bạn thấy vợ em quá thay đổi sau khi sinh? Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi. Chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng xuống bên cạnh em đấy, em cảm thấy rất là lãng mạn. Tuyệt vời. Chẳng có ai mà mập như vợ em hết. Em thì được cái là tăng hơn 20 kg lên, nó hơi béo và sau thì nó bị giãn ra nhiều quá nên là cứ mỗi lần là anh cứ chê em nên em rất là tự ái. Rồi cái đụng chạm vợ chồng hay là gì anh ấy cũng cảm giác như là anh xa lánh, anh chê mình quá nên em cũng bị tủi thân. Em thì cũng hơi run thật. Bây giờ vợ mình nó bình thường đang nhỏ nhỏ, mập lên thì tại vì cũng chỉ ôm thôi. Còn nếu mà đụng chạm vợ chồng thì anh cứ tưởng tượng nó có một cái gì đấy nó to nhưng mà nó lại dễ vỡ đấy, mong manh lắm. Thường á có một số ông chồng họ nhìn những cái vết rạn á ở bụng họ sợ, em có sợ không? Em không sợ. Về nếu mà nói về các cái vết rạn ấy thì thực ra là em rất là áy náy vợ em. Thì vợ em phân công nhiệm vụ của em là mỗi tối massage 1 tiếng cho vợ em. Nhưng mà đợt đấy em cũng hơi bận chơi game nên là thường xuyên là vào trễ vợ em ngủ mất rồi khỏi massage. Dạ. Thế là lỗi của em xin nhận lỗi. Dạ. Bây giờ Bích muốn ông xã Bích thay đổi điều gì? Giúp vợ rồi có trách nhiệm với gia đình hơn. Còn Sơn? Em muốn vợ em tự lập hơn,
ít giận hơn. Chị thấy nè, vợ chồng em á có một cái điều này á gọi là bổ sung cho nhau rất là hay ha. Chồng em á thì về nhan sắc á thì không sánh được với em, nhưng mà bù lại chồng em rất có duyên. Dạ. Chồng em rất là có duyên luôn. Nếu mà chị mà gặp cái người đàn ông mà kiểu như thế này á là chị sẽ có ấn tượng ngay từ giờ phút đầu á đó. Và vợ em á thì lại sở hữu một cái nhan sắc quá là xinh xắn. Chị không biết lúc mà trước khi vợ em sanh á, vợ em đẹp như thế nào thì chị không biết nha, nhưng mà ngay bây giờ á, sau khi đã làm mẹ một con mà đã hết hồn rồi thì vợ em quá là xinh, quá là đẹp luôn. Dạ. Tụi em á, đó là có một cái sự bù trừ cho nhau, gọi là nói vậy thôi, đã có một quá trình gọi là mình đã thử trước rồi thì mình mới đi đến hôn nhân. Thì chị nghĩ rằng á, những cái mà nhỏ nhặt đó chỉ là những cái nhỏ thôi, nó không phải là cái lớn lắm trong cái cuộc sống vợ chồng của tụi em, đúng không? Thì cái lớn mình đã vượt qua rồi. Đã hai lần mình định là mình xách bước ra đi, nhưng mà mình đã ở lại được rồi thì sẽ không bao giờ có lần thứ ba, đúng không? Tôi thì giữ đi. Dạ, cô vợ em giữ em biết mà. Em hay quá ha, nhưng mà vợ em á là chị nói thiệt, em phải giữ đó nha, chị nói thiệt. Mà nếu muốn giữ thì trước tiên là em phải thay đổi một số, bớt cái game kia, bỏ tài trợ đi. Thứ hai nữa là thay vì mình quan tâm game nhiều quá, mình quan tâm vợ mình một cách nồng nhiệt tâm hơn nữa. Đúng không? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký, nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn, em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó, phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Ơi. Trời ơi. Tái ngộ nữa. Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai Hài Hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Lương Đức may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Dạ. Ủa vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái
Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa ạ. Em biết. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. À? Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai vậy. Cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười ơi. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng. Đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật ngỡ? Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng. Anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta? Tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng không, thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp bên cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy.
không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà xấu xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã, hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn dạ, thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi, em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy và em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi, anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng. Mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ đâu? Vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được. Dạ. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt na cha cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục.
Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá, rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn là một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày ấy, em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Chưa thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cô, và hàng ngày cô mở ra mở vô và cô đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng. Nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống bí ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao. Bí ngô nó có 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm. Mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia. Còn đúng em nó nít mẹ em ơi, em thì không, mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, ngôi nhã. Chà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị lừa gạt bị dính lừa không? Đó, ai?
bạn này, cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày, lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa, thế là thế nào, để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi suốt khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng phải xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại nha. Phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người khóc như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi cho anh. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Mà một tháng cua ổng mà em tốn kém đi lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Dạ, từ khi mà khoát cái này lên là cái hiện này nguyên là hình bắt đầu. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình. Bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ông dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát. Đúng không? Nhưng học mà được lâu không? Em học được lâu không? Dạ em học có ngày. Có ngày luôn. Trời ơi. Một ngày chắc hết hồn ông thầy luôn. Dạ không. Cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được 1 tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi, dạ để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe dạ đi. Thôi, đi. Thôi em hát thôi, mà. Ở lúc đó có 2 người à, còn bây giờ đông lắm rồi. Em đông đâu mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà.
Thôi nghe một câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo người hát. Hát đi hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ông đang sướng. Hát thì thanh. Hát đi. Thôi cho ông càng nữa đi. Em mất rồi em không. Có một chút là em mất gì ta. Rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh mà đúng ngày rồi. Xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Ý ra là cũng có kiểu lắm gì á. Cũng... Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ trời, em cái này là em biết hát. Là sau này cưới về ông mới khai thật cho em á là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi Chung. Dạ, nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á, là em thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Mày trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời ơi, chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Dạ. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc? Chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen. Cho nên em mới thương. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới, đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu bộc lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Lộ nguyên hình. Và từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện nguyên hình là hiện sao chung thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ. Tự dằn vặt. Tự dằn vặt rồi mặt như cái mền. Dạ, chứ không nói, không ý kiến, không có nhíu, dạ, có ngắt. Sao anh, sao anh? Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, dạ, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm với em cảm thấy bị rây rứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em cứ nghĩ tại sao mình làm cho bà buồn hoặc là tại sao bà lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có cái trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có, trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không? Rồi lúc đó mình đi ra hai cái kêu ổng dậy mà ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nó vậy anh hỏi lại đi, cái nói là em hỏi đi nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta chửi em nữa sao. Em mới tức quá lấy điện thoại ổng, em nhắn lại em ơi giờ này vợ anh đang ngủ em nhắn gì vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để ổng nói ổng buồn ngủ quá không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó ổng lo ổng sáng tác
Ông không nói năng gì luôn, ông mà mình cảm xúc quá, sáng tức tác quá, xong rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ông nổi điên lên để ông chửi lại hay ông quan tâm, thà rằng ông chửi nhưng mà ông cũng có quan tâm. Không trả lời luôn. Thì lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng làm sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia cái thứ, xong cái ông đi đón về. Ngồi lên xe luôn. Lên liền. Dạ. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, dạ. Mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái giúp em đi đá banh với bạn. Đúng rồi. Cho nên không. Nói chung là em cũng bị một cái từ là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hay là chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào, và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhưng nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh, thì anh phải nói. Tự nhiên cái nói anh không biết ai hết, cái đến khi mà em mò ra được á, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không, cái nói cái đó bạn quay cũ lâu rồi không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh á, ảnh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số bằng điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cưng? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Ghen mà này gọi là ghen lịch sự đó quý vị. Ghen lịch lãm á. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Vợ em chăm sóc nhiều hơn. À vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ, nó có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi, em mệt quá. Anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị, đeo vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống, là chống con, chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống tiếng khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bà là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bà có công việc nó bà đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bà ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên đó, thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về cách dạy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Bây giờ Chung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật sống? Thứ nhất là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, em hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác, không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em không có bao nhiêu giờ. Bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới thì trách là tệ. Thế còn thành tật xấu của Chung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon rồi, chắc nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm em muốn ngủ lắm, có giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây á, cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau á, nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.
rượu đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm rồi. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi, nó cũng cái kiểu thách đố vậy đó, em cũng giỡn giỡn nói nhiều quá giờ dám không vậy đó, giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở vô khách sạn nha, cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh chưa sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh cũng chắc từ lâu chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh mặt gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ lót chơi chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái sắc. Một đôi trai tài gái sắc là rất là gọi là thân thiết với tôi. Ha, à, rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị đó. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được gì 34 dữ vậy? Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nói thiệt cả là em với em nhỏ bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. À, nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa. Đúng bắt rồi. Đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Ừ. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Ừ. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em. Còn cái bữa tiệc ốp đoàn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi bữa tiệc khai mái? Thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài cái tầm ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đoàn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Xíu. Đó. Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Facebook, dạ không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thả thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chị không? Không trả lời qua loa như chưa. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu như câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Chà, lâu dữ vậy. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha hay là gì là không có. Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao, tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó cũng bỏ em đi.
Bao lâu chắc đó. Chừng tháng tháng hai tháng sao? Đẹp thì mình kể chưa không gì? Không kể đi không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói chuyện 4 năm với nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào em chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen, cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi, sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng mừ, xong em bỏ đi. Thế là người ta phải đau ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi, nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà em dạ bị bắt cặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Là rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó cho nên là em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu em nhau yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Vậy chi dạ. Là coi như là cũng cả 5 trời. Cảm ơn, dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là lần em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Hay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nó chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, thách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn 1 năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi, nó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc rồi hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà? Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh, chắc từ lâu. Cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh mặt gọi cho mẹ em chi? Kêu mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây, đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada, ông mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh nè, anh mua một cái máy chạy bộ 2
20 triệu, gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym, rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu đỡ bán luôn. bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn, trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị, em lột ra, sao em xếp áo thun nhà, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp là anh không có tìm được đồ em đó. Hiểu không, cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì nói em lấy cho, giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó đợi xíu luôn nè, giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để trên kho em đồ em tống lên kho hết, bây giờ cái tủ đồ em còn có một chút xíu. Bây giờ tật xấu của tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ, đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh dạ, anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Và em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Dạ. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Yeah. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Dạ đúng rồi. Mình rất là mệt. Dạ. Mệt đúng rồi. Lắm. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Dạ. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết rồi đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Đúng ha. Rồi. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Ha.